Chào các anh nhé, hôm nay thì chúng em mới về thêm một phiên bản bật lửa G-Fan và hộp nhôm. Mở ra cho các anh xem. Đấy. Bên trong là đi kèm hai món. Đầu tiên em xin giới thiệu đây là cái gọi là cái bình xăng mini dùng để cho xăng dự trữ vào đây. Các anh có thể dùng treo vào móc khóa xe, đem rất tiện. Và được làm bằng đồng thau nguyên khối anh nhé. Đây là chiếc bật lửa G-Fan này ạ. Và được hiệu G-Fan bằng đồng thau nguyên khối ấy. Bên ngoài mà được làm một lớp bụi già cổ hệ thống bức chụp anh nhé. Bật lửa này sử dụng xăng đá, anh nhìn quẹt ngang đây là nên được. Bản này mới bên em chưa có châm xăng gì hết anh. Các anh thay đá thì anh nghe vặn cái núm chỗ này ra, cái xoáy này là thay đá này, còn châm xăng là châm ở nội dưới này, vặn ra và châm xăng như thường thôi. Hệ thống bức chụp rất là cổ nhé, cực kỳ đẹp luôn. Bên em thì hiện là về được là 5 bộ và giá bộ này là 550 ngàn nhé. Anh nào thích thì hãy liên hệ ngay với em để đặt hàng.